một cái máy Dyson 15 triệu và hai cái máy Dyson 30 triệu. Trời ơi, hồi hộp quá đi, cứ tưởng như là sắp được gặp người đi. Oh my god, Dyson Airstray, look at the packaging you guys. Trời ơi, nó đẹp quá đi. Buồn quá, muốn rớt nước mắt luôn. When I first tried this honey, life changing. Trời ơi, mọi người nhìn cái cục sạc nó chất lượng chưa? Thì ở đây là điện 220V nha, không có giống ở bên Mỹ là 110V. Cho nên là mọi người tha hồ xài luôn á, có hướng dẫn sử dụng nè. Và vẫn sẽ đi kèm một cái tấm lót của Dyson để mà lót cái máy lên nè mọi người. Trời đẹp quá nè. Sao mà chú đáo quá vậy ta? Đầu tiên là mọi người sẽ gạt cái khớp này xuống để cho cái máy nó ra và trời ơi mọi người nhìn cái màn hình LED nó siêu xịn luôn nè. Dyson, nhấn vô một cái là có chữ Dyson. Nhấn cái nút ở trên này để các bạn có thể chọn ngôn ngữ nha. Có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, rồi thêm ngôn ngữ gì nữa. Rồi bây giờ thì Ngân sẽ chọn tiếng Anh tất nhiên rồi, mấy cái kia mình đâu có hiểu. English, stick. Bingo. Nhiệt độ ở đây nó sẽ có độ C và độ F. Thì đương nhiên mình châu Á mình sẽ chọn độ C. Và khi cái nút chọn lên đây người ta có hướng dẫn đó là bấm cái dấu ô tròn xanh này là các bạn chọn. Rồi sao nữa, à nó kêu là bấm tắt cái nút nữa. Ừ, cái này nó hay lắm mọi người. Các bạn khi mà không sử dụng 3 giây là em nó sẽ tự tắt nha. Và khi mà để khởi động lại các bạn sẽ làm gì? Để tay đây. Ok, bây giờ nó sẽ xoáy trước. Bây giờ nó đang xoáy cho webcam. Nó sẽ là 140 độ. Các bạn dùng cái này để tạo kiểu. Nó thấy có mấy bạn uống cúc vũ phòng lên rất là đều luôn mọi người, để tham khảo thôi. Còn khi mà tạo kiểu các bạn sẽ sử dụng cái chế độ boost. Và nó sẽ có hai cái mức nhiệt là 120, 140. Cái này là webcam sẽ có 3 mức nhiệt là 80, 140 là 140. Thì em này á, nó đang có hai màu á. Và Việt Nam là màu xám và Ngân đang cầm. Và một cái màu xanh mà kiểu xanh đen á. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì Ngân thấy người ta tậu màu hồng. Trời ơi, màu hồng dễ thương lắm. Màu như là chắc là như là thật Edison hay sao mọi người. Nhưng mà vì sao Ngân muốn cái em này để mà bỏ tiền ra mua thêm một cái Dyson nữa? Thì bây giờ để mình check cái đồ hiền hiền của em nè. Sao mà Ngân thích cái em này? Đó chính là bây giờ tóc Ngân nó đang ướt. Rồi bây giờ nó sẽ vừa sấy vừa dũi mọi người ơi. Người yêu ơi, đáng rước em đi. Vậy tắm nhanh lắm rồi nè người yêu ơi. Trời đất ơi. Và một cái điểm mặt của em này đó chính là cái dùng nhiệt nó sẽ đi ra cái chiều dọc như vậy. Cho các bạn đưa cái vòi này vô trong cái da đầu của mình, nó không được nóng cái da đầu của các bạn. Thì nó tản cái nhiệt của các bạn ra cái đường dọc. Trời ơi, chưa bao giờ sấy tóc và dũi tóc trong nửa nốt nhạc như vậy. Oh my god. Rồi ok, bây giờ em im cho chị nói chuyện tí xíu nha. Bởi vì sao em này sẽ dùng cái lực gió để mà các bạn vừa sấy và vừa duỗi để mà giảm cái việc mà hư tóc, tổn thương tóc của mọi người. Bởi vì những cái máy kẹp kia nó sẽ dùng một cái tấm nhiệt ở bên trong để mà duỗi thẳng cái tóc của bạn. Thì bây giờ tóc ngon mọi người biết anh kỹ mà. Nói giờ vì sao mà không bỏ thêm tiền để mà mua Dyson đó mọi người. Bỏ tiền mua Dyson vô cùng là xứng đáng. Vô cùng xứng đáng. Nếu bạn nào có điều kiện nên thử. Nếu bạn nào chưa có điều kiện để dành tiền để mà thử một lần trong đời, các bạn sẽ thấy ồ, mình nên mua em này. Coi như là cái máy nào của Dyson ra một cái bộ sưu tập mới là mình vô fanpage mình like, xong rồi mình coi cái nào nó hợp với tóc Ngân là Ngân toàn Ngân tạo về không ạ. Bây giờ đi du lịch Ngân sẽ không cần mang hai cái máy nữa, là một cái máy sấy và một cái máy duỗi. Ngân chỉ cần mang một cái máy duỗi này thôi mọi người. Nó sẽ vừa sấy vừa duỗi cho mình. Mọi người nhìn nè, sau khi mà vừa sấy vừa duỗi xong tóc nó khô mà nó bóng nữa mọi người. Nó không có bị sơ. Honey đẹp quá ha. Dyson xứng đáng với giá tiền đó mọi người, làm ơn cho Ngân biết nha. Chứ ở những cái comment ở video chứ Ngân thấy các bạn rất là thích Dyson. Và Ngân cũng là I'm a fan to Dyson nha mọi người. Tóc khô và thẳng và đẹp và bóng và mượt trong nửa nốt nhạc mọi người ơi. Nửa nốt nhạc.